Lửa ấm, chính thất bị Tiểu Tam Ngọc mỉa mai là không biết chăm lo cho chồng con và gia đình. Quý vị khán thính giả thân mến, trong những tập gần đây, mối quan hệ giữa vợ chồng Minh và Thủy ngày càng trở nên căng thẳng hơn, hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra. Trong khi Thủy thì vô cùng đau khổ, lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình, thì Ngọc thì vô cùng đắc ý bởi những gì mà cô ta muốn đang diễn ra ngoài ý muốn của mình. Ngọc không nghĩ rằng những chiêu kế mà mình đưa ra lại hiệu quả đến như vậy. Ngọc không những đã lấy lòng được mẹ chồng hụt, mà còn khiến cho người yêu cũ chán vợ. Đã vậy, cậu bé Quang, con của Thủy và Minh dạo gần đây có nhiều điểm bất thường, đặc biệt là cậu bé rất ít khi muốn chia sẻ điều gì với mẹ. Mẹ có hỏi như thế nào thì cậu bé cũng không nói, và cậu bé chỉ có thể thoải mái hơn khi không có mẹ ở bên cạnh. Bởi vậy mà Minh đã có gợi ý để Ngọc tâm sự cùng Quang, xem Quang có chuyện gì, bởi Quang rất ít chia sẻ với Thủy. Gợi ý này của Minh khiến cho Tiểu Tam Ngọc sung sướng đến phát điên, bởi đây chính là quân bài cuối cùng để Ngọc có thể hạ gục được Thủy, chiếm lấy Minh. Chỉ cần được gần gũi Quang, hiểu được tính cách của cậu bé, Ngọc sẽ tìm mọi cách để nói xấu về Thủy, khiến cho hình ảnh của Thủy trong mắt Quang, một người mẹ trước đây mà Quang vẫn thường yêu thương hết mực, đến giờ sẽ không còn nữa, thay vào đó Quang sẽ căm ghét Thủy. Đó chính là nỗi đau lớn nhất mà Thủy sẽ khó có thể vượt qua được. Thủy chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được việc làm này của Minh. Phải chăng đây chính là giọt nước làm tràn ly khiến cuộc hôn nhân của Thủy Minh bị tan vỡ? Quý vị khán thính giả thân mến, Lửa Ấm đã lên sóng được 30 tập. Những tình tiết, cung bậc cảm xúc trong phim đang dần được đẩy lên liên tục. Đỉnh điểm là trong tập mới vừa lên sóng, nhân vật Đào, người mà Tiến phải ra mặt giúp đỡ vì đã sinh em bé, không có gia đình ở bên, biết được hoàn cảnh của Đào, Tiến cảm thấy rất thương và đã nhận lời giúp đỡ Đào. Cứ thế, đã đâm lao thì phải theo lao. Tiến và Hiền, hai vợ chồng cũng phải trải qua biết bao nhiêu hiểu lầm vì sự việc này. Cuối cùng thì Hiền cũng hiểu ra và chấp nhận để cho Tiến giúp đỡ Đào. Thế nhưng, cái gì nó cũng có điểm dừng. Tiến thì vì thương Đào quá cho nên cũng chấp nhận mọi yêu cầu của mẹ Đào. Rõ ràng với Hiền như vậy là không thể chấp nhận được, bất kỳ một người vợ nào cũng vậy thôi, không thể chấp nhận được điều này bởi có ai mà đo được hết lòng người. Vợ chồng đầu gối tay ấp, tin tưởng nhau hết mực mà vẫn còn lừa gạt nhau, thì làm sao mà Hiền có thể yên tâm để cho Tiến cùng Đào về quê ra mắt được? Và nếu như ra mắt rồi, họ hàng nhà Đào công nhận rồi thì Tiến phải làm thế nào? Tiến lùi kiểu gì đây? Chả phải đến lúc đó một đám cưới sẽ diễn ra, hoặc ít nhất là một đám hỏi. Vậy lúc đó Tiến từ chối như thế nào? Đã về đến quê của Đào rồi còn từ chối ra làm sao? Lúc đó Hiền có thông cảm và tiếp tục chấp nhận để Tiến làm những việc đó hay không? Quả là một mớ rắc rối rất khó gỡ ở đây. Thế nhưng sự việc cuối cùng cũng bung bét khi Đào bị đánh ghen và Tiến đã bị oan. Cùng lúc đó thì Hiền cũng mang bầu, và lúc này Hiền phải được chăm sóc đặc biệt. Nhưng những cú sốc cứ đến với Hiền như vậy. Liệu Hiền có đủ ổn định về sức khỏe và tinh thần để giữ đứa bé này không? Lại nói về Ngọc, sau khi đã dùng đủ mọi chiêu trò để lấy lòng bà Mai mẹ chồng Thủy, Ngọc không những bịa đa ra đủ thứ chuyện để gây chia rẽ, ly tán gia đình Minh Thủy, mà còn mang những chuyện của Thủy về nói với bà Mai, nhất là chuyện Thủy mua nhà. Thủy muốn giấu mọi người, nhưng ai ngờ Ngọc biết chuyện, lại tòn hớt với bà Mai, làm bà Mai giận con dâu không muốn nhìn mặt. Và bà Mai muốn đến nhà con gái là Mai Anh để ở. Ai ngờ khi Mai Anh gọi điện thoại cho anh trai, bà Mai nghe thấy nên bỏ đi. Thủy dù biết rõ Ngọc gây ra đủ chuyện nhưng chưa biết làm cách nào để có thể cảnh cáo Tiểu Tam và nói rõ sự thật cho bà Mai cùng chồng biết. Còn Thủy thì cứ được đà đến quan tâm chăm sóc bà Mai. Bên ngoài mà nhìn vào, người ta ai cũng nghĩ rằng Ngọc chẳng khác gì một cô con gái đang quan tâm chăm sóc mẹ của mình. Bà Mai tỉnh táo ra thì cũng phải nhận thấy nếu như Ngọc và Thủy từng là bạn thân với nhau và đến bây giờ khi Ngọc trở về, biết được xưa kia với Minh không thể đến được với nhau thì với Thủy, Ngọc vẫn cứ coi như những người bạn thân thiết. Nhưng tại sao là bạn lại cứ mang những chuyện xấu, chuyện không hay của Thủy kể với bà Mai như vậy? Đáng ra bà Mai phải nhận thấy những điểm đáng ngờ này, bởi chẳng ai bạn thân với nhau lại đi nói xấu nhau như vậy. Gặp bà Mai chưa một lần nào Ngọc khen Thủy và cũng chưa một lần nào nói tốt về Thủy cả. Đằng này bà Mai không lấy làm nghi ngờ mà ngược lại,
còn cảm thấy chỉ có Ngọc mới hiểu mình, chỉ có Ngọc mới thương mình, và lại còn ước ao con dâu của mình là Ngọc chứ không phải là Thủy. Nhìn cái cách bà bẽn lẽn bên Ngọc mà khán giả cảm thấy xót xa cho người như bà, bởi không phân biệt được đúng sai, không phân biệt được kẻ xấu đang lợi dụng mình để làm hại chính con trai mình. Gia đình con sắp ly tán mà bà Mai lại không hiểu được, vẫn nghĩ rằng những gì Ngọc nói là có lợi cho mình. Tuy nhiên, cũng khó có thể trách được bà Mai, bởi khi xem phim, khán giả thấy rằng Thủy tuy là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, tận tâm trong công việc, nhưng đối với gia đình, việc nhà thì cô lại không quan tâm cho lắm. Dù khán giả có bênh Thủy và hắt hủi Tiểu Tam Ngọc, nhưng khách quan và thực tế nhìn nhận, Thủy chưa thực sự chu toàn lo lắng cho mẹ chồng cũng như chồng con của mình. Một người phụ nữ dù như thế nào hay bận đến mấy đi chăng nữa, cưới chồng mười mấy năm mà không cầm nổi cái chổi lau nhà bao giờ, mọi việc đều dồn hết lên mẹ chồng. Nên khi Tiểu Tam về nước, cơ hội đến với Ngọc không khó khi Ngọc chỉ dùng ít chiêu trò là vượt mặt ngay được Chính Thất. Nhiều khán giả khi xem phim cũng không đồng tình với cách cư xử của Thủy, thậm chí có khán giả còn nói Thủy thô quá. Không những không được sự dịu dàng mà Thủy còn rất cục cằn, thể hiện rõ nhất qua lần Quang bỏ học đi chơi. Trong khi cả nhà lo lắng đi tìm Quang, cuối cùng Quang cũng về, nhưng khi vừa trông thấy con, Thủy đã lao vào đánh Quang và liên tục quát tháo, hét vào mặt Quang khiến cho cậu bé sợ. Còn bà Mai lúc này thương cháu lao vào để bênh thì bị Thủy nói rằng con hư là do bà quá nuông chiều. Không chiều sao được khi bà Mai còn có ai để là niềm vui mỗi ngày. Con trai con dâu đi từ sáng sớm đến tối mù tối mịt mới về. Chỉ có đứa cháu là niềm vui an ủi tuổi già của bà, nói chuyện cùng bà. Bà chính là người đã chăm sóc Quang từ nhỏ cho tới lớn, lo cho cháu từ bữa ăn sáng đến cả việc đưa đón cháu đi học cũng do một tay bà. Thủy và Minh thì chỉ bận bịu với công việc, đã bao giờ dành nhiều thời gian cho con đâu. Đáng lẽ ra lúc này Thủy phải hết sức bình tĩnh mềm mỏng và hỏi rõ con ngọn ngành câu chuyện, có lẽ Quang sẽ bình tĩnh và dám tâm sự với mẹ. Thủy càng như vậy càng khiến Quang sợ, và Quang đã sợ thì sẽ xa lánh và không bao giờ dám tâm sự điều gì với Thủy. Chính vì lý do này mà Minh đã nhờ Ngọc tâm sự với Quang để xem Quang muốn gì, từ đó mà biết được suy nghĩ của con trai mình. Thủy cứ như vậy thì không những mất chồng mà mất luôn cả con trai. Khán giả đã đưa ra giả thiết rằng vì quá uất ức, Thủy đã gặp Ngọc và nói thẳng mặt về việc Ngọc đang đâm sau lưng mình. Và lúc này Ngọc thừa cơ, chả che đậy, chả giấu giếm. Ngọc đã rành rọt từng câu khiến cho Thủy cũng phải giật mình, rằng Thủy đã bao giờ quan tâm tới mẹ chồng chưa? Đã bao giờ quan tâm tới sức khỏe cũng như suy nghĩ của bà không? Cả đến việc mua cái áo cho chồng, Thủy đã bao giờ nghĩ đến chưa? Hay chỉ suốt ngày chăm chăm với công việc ở bệnh viện mà quên hết về sức khỏe cũng như những suy nghĩ của tất cả mọi thành viên trong gia đình? Thủy như vậy có xứng đáng làm con dâu của bà Mai, làm vợ của Minh, làm mẹ của Quang không? Khi Ngọc nói những lời này, Thủy mới sực tỉnh và biết rõ tất cả mọi điều là do mình. Thủy phải thay đổi tính cách cũng như sự quan tâm của mình dành cho gia đình mới có thể giữ được lửa ấm trong ngôi nhà này. Còn nếu như Thủy vẫn tiếp tục giữ thái độ như vậy thì chỉ tạo cơ hội cho Tiểu Tam hất cẳng mình ra khỏi nhà và đàng hoàng bước vào nhà Thủy thay thế chỗ của Thủy mà thôi. Sự việc sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Lửa Ấm để được biết rõ hơn nhé. Phim được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.